Từ khi biết công thức ướp thịt nướng này, ta đã hết thắc mắc là tại sao lúc mà nướng thịt tại nhà cũng không thể mềm ngọt bằng ngoài hàng được rồi. Nay nhờ có bạn sang chơi, hai đứa tôi thèm thịt nướng quá thế là lại vô bếp triển luôn. Riêng làm thịt nướng thì cứ phải chọn cái khúc nó có cả nạc cả mỡ như này nó mới chuẩn bài nha các bác. Cơ mà phần nạc thì tôi thái lát mỏng như này, bác nào mà muốn mềm tan trong miệng thì cứ đập dập thêm một xíu. Còn như ta thì đem ướp luôn với công thức sốt thần thánh là đảm bảo đưa cơm rồi. Hai thìa nước mắm, một thìa nhỏ ngũ vị hương, khoảng hai thìa sữa đặc, nửa củ hành, một xí xả xay. Gì chứ thì xiên nướng là phải có tí cay tê nó mới đã. Không thể thiếu hai thìa tương ớt chiên su với sốt ướp được nha các bác ơi. Hè, thơm cay dùng thay ớt trái, chấm hay là dùng nó ăn đều mê. Đây là trong bếp nhà Puta lúc nào cũng phải có chai tương ớt một cân to bự luôn, dùng cho thoải mái. Trong lúc chờ thịt ngấm sốt thì tôi quay qua xử lý thịt mỡ này đây. Các bác thái ngay cho tôi thành khúc nhỏ vừa ăn như này, xong rồi ướp với một xíu đường để mỡ nó giòn ngon hơn nha. Xong xuôi là các bác xiên thịt y như hình này, cuộn kín miếng mỡ bên trong miếng thịt nạc, rồi gặp lại cho gọn gàng là ukila. Ơi ôi, mình làm chuẩn như này thì thịt nướng bên ngoài nó sẽ vàng rụa, còn vào cái lúc nướng thì cái mỡ bên trong nó sẽ tứa ra, ngấm từ trong ra ngoài. Hè hè, đấy, hai đứa làm có một xíu là xong, vừa vui vừa lát nữa có mồi coi phim luôn. Rồi là nướng 150 độ trong 15 phút nữa là xong nha các bác ơi. Tên giới thiệu cho các bác, mâm cơm nhà tôi hôm nay có món cà pháo dầm tương ớt. Công thức cà pháo dầm tương ớt bất bại nha mọi người. Thì mạnh dạn thêm ngay một thìa đường, 1 đến 2 thìa tương ớt, trộn đều nữa lên là xong. Đúng kiểu chua cay hòa quyện ý, cực nhanh mà cũng bắt miệng cực kỳ luôn. Nãy tôi còn luộc thêm xíu rau muống nữa nha các bác ơi. Mùa này hết xấu, vắt thêm tí chanh. Thế là xong xuôi, bưng ngay bát cơm vào việc được rồi. Ê ôi, cắn miếng thịt nướng ngập miệng, cái nước thịt từ bên trong nó tứa ra ta noi, nó đã. Hè hè, xịt thêm xíu tương ớt chiên su vô, cho nó thêm cay cay tê tê, đúng là hết nước chấm. Làm một miếng thịt rồi là làm thêm một miếng cà pháo, giòn rụm, chua cay ngọt hòa quyện. Đúng là quá hợp lý luôn mọi người ơi. Bạn tôi ăn xong là nghiền no không đứng dậy về được luôn đó.